Quên chia sẻ giống cạn. Thấy anh nói nhiều quá em. Thấy anh nói quá thì nói luôn em, không dám nói câu qua. Đi sống sống ghi mày anh. Sống ghi mày anh tính khác anh đi với tụi nữa. Rồi ok. Anh trọng nghĩa nhá. Tỉnh lao hay quên lắm. Vừa bích tử một phát là đi tụi lao xong là về nổi long long quăng là quên hết à. Ngay cả cái liêm lao quên đấy. Rồi chơi lao chút. Vậy. Victory is for the bold. Let's fight for a better future. Chỗ vô chơi hôm nay nào đi đầy lẻ. Theo mình nghĩ là tốt bậc nhất trong tất cả các loại vị tướng các bạn. Bởi vì mình đánh giá cao có tiểu vấn nó vừa đầy lẻ với solo kill tốt. Nó hơn thằng ná nó chắc cờ với thằng ná với thằng tiểu vấn đầy lẻ chắc chắn thằng tiểu vấn hơn. Bởi vì keo tiểu vấn nó solo rất nhiều cũng như vị tướng. Thằng ná thì nó vẫn ngày ngày. Tập trung chơi game nha mọi người, game trước phới quá. Không sao cái thoải mái có anh đây lo gì. Rồi đám ta giờ cái mai đầy lẻ đã đấy. Ta mà không đập nhóc phải nói cho ta đi này thôi em. Kiểu gì cách chứ ấy. Tôi nắc nó đang trên đây nè. Các bạn đang chơi những cái rank nước ngoài người ta thì chắc là không có hack. Thứ hai người ta chơi game rất là lịch sử ấy. Chơi sướng lắm. Mình... Ờ. Trời tao cay mi thật ra thằng cay đi đắc à. Tao cay mi lắm rồi đấy. Mẹ mày không giết được cho anh cái phá này thì đấy. Nó giảm tiêu anh em ạ. Cơ là 4 à. Ok một phá à. Ok. Liều anh. Từ thằng này. Nó mới bọc phá nha, nó bọc phá nha coi chừng. Nó chạy rồi. Có trừ vấn đâu ghế nó háo năng lượng quá. Con ăn con dê không anh? À như bạn nói nó có hiểu nó nói gì đâu mà có lịch sử. Cái lịch sử nó thể hiện ở cách chơi game các bạn ấy. Nhưng người ta nó rất ít phá game ấy. Nó không có dần hơn hung vô đấy. Viên dòng giết kìa. Ôi, viên dòng mà phi một tí rất là giết cái này. Cái thằng Karizik nó cháy rồi nha. Lịch sử là nó thể hiện ở cái văn hóa chơi game ấy. Hầu như là chưa gặp một cái trận đấu trốn nào. Có gặp một trận đấu áp cá. Có gặp một trận đấu bị áp cá nhưng mà thôi chứ chưa gặp một trận đấu tốt nữa. Ta có việc người ta áp cá. Cũng biết lý do gì mà áp cá cái game đấy nhưng mà game này cũng thắng mất. Không chưa. Chứ 5-60 trận thôi chứ gặp một trận phá game nào. Giá tiền ở đấy. Có mà 50 trận mà tỷ lệ đấy nhá. Only the righteous will prevail. Thằng Ruke này tỷ nó mới coi bật đúng nhá. Bọc phá này. Đập cái đầu nó trước đi. Cơ nó thì gặp triều vấn gặp giá tít cho nó phải chạy luôn đấy mà. Ờ như chắc tương trận đúng không ta? Quân nó suy giáp đúng không? Loại bò giáp và ăn thẳng vào màu tươi của nó luôn. Xúc được này. Wow, mẹ thằng hay cái đẹp thế. Hay quá.
sướng thật đó. Có bát đánh sướng thật chỗ. Xe bớt thải các bạn nhé, lao lên trên xe bớt thải. Đây là cái đánh 15 sáo của Thái Lan nhé. Mà lao đẩy một toát mô hôi hột đó. Còn nó phải suy nghĩ, cực kỳ suy nghĩ luôn ạ. 15 sáo không? Xong đây. Rồng thế, ơ đừng đừng. Đừng. Không biết nắc làm gì kìa. Này mà dí tao. Mình mất cái liệm chơi với nó luôn. Ủa, không chứ. Ơi, đừng, đừng. Ơ, lu, 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 lu. Lu vậy? Ơ, chưa mất cái liệm này. Thêm ra được. Thôi mà lốc đỉnh hay nha. Đẹp chết. Dưới thì rồi. Sát thủ nó khá sánh nhá. Nó 3-0 rồi kìa. 15 sáng nó toát môi một được các bạn nhé. Đập, nó nín thở luôn, nó không thèm mặc con tê luôn. Kịp thử luôn. Em mới trù được á. Cố gắng, cố gắng lấy trù nhé, để anh ra lấy trù mít nhé. Toàn à. Đường rửa của ta nó như nát rồi đấy. Lu lu. Em về 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 về. Lấy qua em. Đây 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 đây. Ủa đúng lắm nắm thằng em. À hai tay mất liền á. Với cái nắm mất liền chưa nữa. Em múa quá trời múa luôn, em không nhìn thấy đường luôn á. Em coi lại like coi. Quá. Cả đi nắc cái gì tí nhìn. Thằng hai tay mất liền, hai tay mất liền. Cái nắc chạy được. Rồi hy vọng các bạn chú giúp làm cái follow fanpage nhé. Cái đầu luôn. Ơi. Chết đánh rồi. Ê, anh ảo tưởng sức mạnh quá nhờ thằng. Đây. Mơ cái nào đập ác thì. Rồi xong rồi, anh bị ảo tưởng sức mạnh em đấy. Bị mất kiêu bá nó bật lao vào. Gắng lên đấy. Đấy. Bỏ đi, con bị chọc đó. Ơ trời, cái game này khó vãi đái. Thằng Luke này. Ơ, cái game này khó đánh đấy. Game này làm gì đánh đó. Ba thằng. Game này được anh để em chơi đó. Game này anh để em chơi game này. Gắng nhá, cả nhá, gắng lên. Đây anh, cái này em hố được. Em hố quá trời hố. Cố lên, cố lên. Game này anh sửa khó mùa. Có lên nữa ta. Game này anh để lẻ rất là khó. Đi thằng Duke với lết game chứ chắc là anh được. Lên. Lên đây phổ em cái này, đây góc. Okay. Chỉ cần anh này, này, này cũng 3 là kia thôi. Đâu, đâu, về. Bò đi, 4 thằng. Chết mẹ nó chết như vậy kìa. Chắc chết Slim, ôi hay quá Slim. Em mới có cái kính, à rồi ok. Em để thằng cáo cho anh nhé. Rồi ok. À anh qua anh cúp ghét hết kìa. Rồi thôi cái ghét đó hai tơi ăn rồi. Đổ đi. Hay quá. Em mới đẩy cao đi. Em xuống cơ bát này, xuống cơ bát này. Xin lý bị chết đơn giản nha. Cái này khó đấy mà. Thật đó. À, chơi em anh ơi, tụi nó chắc không được, không được, không được, rồi. Có chừng nó xoáy, có chừng nó xoáy. Ôi,
Ê thôi vừa về vừa về. Xin lỗi xin lỗi. Hai anh ơi. Ôi. Anh mạnh thế. Giờ anh đi ngán bỏ thằng Hayate thôi chứ anh ngán ai đâu. Hayate nó bắn sao? Hayate anh tiếp cận được nó thế nào cũng đi về anh luôn. Nhưng tại sao anh sợ nó không tiếp cận được nó thôi. Nó bắn anh thì anh cũng đi. Thân thân hữu kẻ bản anh vai phải chết đó. Anh vừa cái chắc nó đi luôn á. Rồi sống rồi. Tôi lính phía có mất nào đâu. Bây giờ phải đi đầy lẻ mới đầy lẻ. Anh này không ăn được cái con vũ ké. Anh muốn được đó anh. Khó lắm. Nó bật cái giáp này rồi anh bá bản anh chết. Thôi lên chơi thử coi. Thử nhá, thử nhá. Biết anh thường nó 3k tiền lận. Anh đập nó là nó chết rồi, anh đập nó thử coi. Ê. Đéo được luôn em ạ. Ôi. Không được luôn á, đô nổi kìa. Có bắn gì? Anh có liêm mà anh không bắn được nó đấy. Ôi, cho hết sai một cái. Luôn luôn. Rồng quá. Thấy chưa? Anh thử phát đéo ăn được nó luôn. Anh hả nhá. Khó đi lè, cái này khó đi lè. Ồ, chị Vân. Vậy mà không chơi là gấu cơ nhờ. Gấu cơ nhìn nó mạnh thiệt. Thơm đủ ké nó khắc chế được những trường vấn má. Mày ông Vĩnh không có tí đam gì hết. Đủ ké em ấy má. Không bao giờ ăn được đủ ké đâu. Từ khi phá cái giáp của con đủ ké chế được. Ê, hay. Trời, coi chừng chết ngược anh ơi, coi chừng. Em phi lao. Không. Trừ khi là phải phá cái giáp của nó. Có mạnh thiệt. Mà nhét hơn có 3k tiền luôn mà nó thục. Thục đi con nữa. Sao muốn lão thế. Nhìn đây khó không? Sao mà lốc điện không? Cái thằng Hayate nó bắn kia em kìa. Em thu đúng không em? Con ơi. Anh cứ đây đi. Em đây đi. Đây luôn đi. Lần ăn nha, lần ăn, lần ăn. Anh chết được. Victory is for the bold. Taste my spear. Quá chết cả đi nắc luôn em ấy. Ôi hổng hoa chứ. Ê, bỏ đây, bỏ đây. Không có ghi chích nữa. Này 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 này. Thôi bỏ. Thôi chết em rồi. Anh chạy đi. Ôi em chạy được, em chạy được, em chạy được. Anh ơi. Em lên lửa nó quyến. Anh đây. Tốt. Em còn cái nắc, còn cái nắc, còn một tí máu, cái nắc còn một tí máu. Một bó nữa, ôi. Mẹ anh rút kè kìa. Quá. Quá rút kè nó bắn kìa. Đấu nhá. Đéo win được nó nhánh nhá. Đào quá. Cái bây toàn cái lâm mà giết được thằng rút kè ta. Bây giờ thằng rút kè nó khắc chế được tất cả ấy rồi. Nó có chữ 3 nó khắc chế được. Lao nhấp chữ 3 hai lần cái phá này lao thêm luôn á. Nhấp hai lần không ra đấy. Lao nhấp chữ 3 hai lần không ra đấy các bạn. Chứ không phải lao không nhấp đâu. Đó hàng ghi chết nó chuyển sinh anh. Ghi chết nó chết chuyển sinh vậy á. Thôi là win rồi. À vậy hả? À, ghi chết nó chuyển sinh vậy mà. Đẹp. Nó đâu biến về đâu. Đẹp. Ê hay một đám nó kia. Trời ơi thơm thế. Ôi bỏ rồi chết ngược ấy. Qua cái nắc qua Slim ơi. Kiếm Natalia không thì yếu nha. Em ấy dựng dưới kia. Em xuống em solo với con Gokker một không phát. Được, không được, không được. Ngán. Chạy đi. Không. Đúng không? Có tem kế bên.
mày nó đâu có tuổi. Oai, tiếp tục. Sao đấy? Lục em còn một chấm máu. Em đi không? Em mình ra cho mừng này, theo anh đi. Thôi em hết máu, em hết máu rồi. Không biết nó có xuống em không? Đi về cái. Không bắn được hả? Slim nếu nó mà phi lao được thì nó bắn được. Tại vì nó phi lao không thôi. Nếu nó phi lao dính thì nó sẽ bắn được. Được bỏ anh ơi, mất hai con rồi. Thôi anh mạnh thế. Anh mới xúc được nổi chứ. Anh ơi. Em mới quay em đẩy thêm một đợt nữa là tụi nó sẽ cảm giác đúng không... rồi đúng rồi cá ở Đồng Nai. Ui mẹ tao sẽ lý một cái tảng cá vang kìa. Em mới thấy bò đi. Đi đẩy lính thôi cho tụi này nó áp lực. Vai chạy cắn lắm. Cắn thế. Cả chay à. Hay. Hay hay cái ô tụi tao sẽ lý. Em ơi. Rồi bò. Em tính đang nốt con gồng nó hồi máu lẹ quá. Vì hoa di kỳ quỷ đi. Rồi ra, phá lên ra đánh này. Em ra đông nhanh lắm. Phan hơn à. Bình tĩnh nhá. Thằng hay cho té em ạ. Cái mẫu chốt của ta bây giờ thằng hay cho té ba thằng rú kè nhá. Thấy đâu mà. Em anh thấp bội bắt cóc đó nè. À, từ. Zone luôn. Không được. Đó. Quá đi. Em phải theo anh đi. Trên, ở trên có người đẹp. Đẩy thẳng luôn á. Em phải thằng nắc. Coi nha, có gì em về nha, thấy ở trên nguy hiểm lắm á. Alo. Rồi anh ơi, được rồi. Nó nhảy vô luôn kìa. Chị chơi MP nhá. Chị chơi MP là win này. Anh vời đi, để em kê ra, để em kê. Rồi, cho thằng Nata chết đi. Rồi, anh vời ổn luôn. Lên nhá. Chúng lao. Tốt. Chúng không khí, chúng bỏ không khí. Tốt. Ông con cứ nắc. Tốt. Cố lên em. Rồi, bỏ. Thằng cái nắc bỏ. Rồi, em. Rồi, win rồi. Cái nắc đấy, giết nó đi em yêu. Giết Malok. Kể nó đến, cứ giết mình được. Nghe nào, tốt lắm. Hey. Tốt lắm. Đúng rồi, cái này chơi cắn thái. Cắn vai cả chày cắn ạ. Cắn vai cả này. Cho thêm đồ gốc cơ hả? Ok, để một tí nhá.